Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái plugin là nén ảnh. Thì chúng ta có nhiều plugin nén ảnh lắm anh chị. Đơn giản nhất thì chúng ta có thể sử dụng là Tiny PNG. Rồi, chúng ta có những cái plugin như là Soft Pixel cũng rất là tốt ha. Rồi trả phí thì có Smart Pro. Đó. Vâng. Còn có cái plugin Imagify. Thì plugin này nó của Lightspeed quảng bá cho nên là mình chưa xài cho nên cũng không biết là nó có xịn hay không, nhưng mà đây là trả phí luôn. Thường thì các plugin này thì cái cơ chế nó ngành nó cũng giống nhau thôi, nó chỉ khác nhau cái thuật toán nén thôi. Plugin nào nó nén mà nó giảm được nhiều dung lượng nhưng mà vẫn giữ nguyên cái chất lượng hình ảnh đó, thì người ta sẽ sử dụng nhiều. Thì mục đích nén ảnh là gì anh chị? Mục đích nén ảnh là để cho dung lượng nó nhẹ, dung lượng hình ảnh nó nhẹ. Và cộng với cái chất lượng giữ nguyên. Thực ra không giữ nguyên thì không đúng, mình nói là chất lượng đảm bảo thì được. Ok ha, chất lượng đảm bảo. Có nghĩa là chất lượng thì chắc chắn là sau khi nén thì nó sẽ giảm hơn so với tấm ảnh gốc rồi, nhưng mà ở đây là nén làm sao để mà cho mắt người bình thường nó không có nhận ra được cái sự quá quá nhiều cái sự chênh lệch của hình ảnh. Còn nếu như tấm hình chúng ta nén mà gọi là nén tối đa thì cái dung lượng hình ảnh nó sẽ giảm rất là đáng kể. Có nghĩa là nó sẽ rất là nhẹ nhưng mà đồng thời chất lượng hình ảnh nó cũng đi theo luôn. Lúc này thì tấm ảnh nó nhìn nó sẽ rất rất là mờ, thậm chí là nó bị vỡ hạt, vỡ ảnh. Đó. Tại vì nó cắt quá nhiều pixel rồi. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh chị về cái cơ chế hoạt động của cái plugin này như sau. Thì rất là đơn giản thôi. Bây giờ anh chị hình dung chúng ta có hai cái loại ảnh mà chúng ta thường dùng, đó là ảnh bitmap và ảnh vector. Thì anh chị nào mà nghiên cứu về design người ta biết ha, bitmap và vector. Thế thì ảnh vector là dùng trong công nghệ đồ họa in ấn, sử dụng các cái phần mềm như là Adobe Illustrator đó, để mà xuất ra các file đi in các cái băng rôn bản biểu standee thì người ta sẽ dùng vector. Tại vì vector khi mà in ra nó không có bị vỡ hạt. Ở đây mình đây đó, ví dụ như thế này. Mình lấy tấm hình này làm ví dụ cho anh chị để dễ hình dung. Đó. Thì đây, cái này là cái bên trái chúng ta là vector này. Đó, dạng vector, còn bên phải là dạng bitmap. Thì bitmap nó sẽ là gì? Nó sẽ là được cấu tạo một tấm ảnh bitmap, nó sẽ được cấu tạo bởi các cái điểm ảnh, nó gọi là pixel. Pixel. Điểm ảnh thì nó dùng cái thuật ngữ là pixel. Đó. Việt Nam hay đọc pixel á, nhưng mà chúng ta đọc cái kiểu gì cũng được ha, pixel pixel gì cũng được. Thế thì ở đây thì mình sẽ không bàn qua cái các cái ảnh vector, tại vì ở trên web người ta không dùng ảnh vector. Trên web nó sẽ gì dùng bitmap. Vector là chỉ dùng trong đồ họa in ấn thôi. Đó. Thì thế thì bitmap được cấu tạo bởi các cái pixel. Thế thì bây giờ nén ảnh thì nén kiểu gì đây anh chị? Đó, thì những cái ô vuông kích thước giống nhau như thế này nè, nó sẽ chứa một cái mã màu nhất định. Và khi những cái mã màu này nó ghép lại thành một cái khối to như thế này thì nó sẽ ra cái tấm hình mà chúng ta thấy. Thì bản chất là anh chị dùng điện thoại smartphone, dùng điện thoại di động á, hoặc là dùng máy cơ anh chị chụp á, thì nó là cái ảnh bitmap. Đó. Thì khi mà chụp kiểu như vậy á thì cái chất lượng hình ảnh nó rất là nét đúng không? Nhưng mà đồng thời là cái dung lượng nó cũng nặng. Một tấm ảnh anh chị chụp bằng điện thoại có thể là lên tới hàng vài mê, hàng megabyte hoặc là mười mấy megabyte, thậm chí là có thể tấm nào đó nặng thì nó có thể lên tới 20 mấy megabyte, là cái chuyện rất là bình thường. Còn máy cơ thì đương nhiên nó sẽ nặng hơn rồi. Thế thì chúng ta nén ảnh là nén cái kiểu gì đây? Người ta sẽ dùng các thuật toán, và những cái thuật toán này là một cái công nghệ được phát triển riêng của mỗi cái công ty mà người ta cung cấp dịch vụ nén ảnh. Thì những công nghệ này á, nó sẽ quét qua cái tấm hình của mình. Đó, nó quét theo một cái chiều nào đó, có thể là ngang, là chiều dọc hoặc là chiều chéo như thế này. Quét theo rồi một cái
một cái hướng mà do cái thuật toán nó quy định. Rồi sau đó là nó sẽ gì, nó sẽ rà ra được những cái điểm ảnh nào mà nó có thể là dư thừa ở trên cái tổng thể một cái tấm ảnh này, thì nó sẽ loại bỏ bớt những cái điểm ảnh đó. Ví dụ như anh chị thấy ở đây nó có cái ô vuông màu vàng này. Đó, nếu mà cái thuật toán nén ảnh của họ mà họ quét qua tấm hình này mà thấy cái ô này nó dư thừa thì nó sẽ cắt mất cái ô này. Thì khi mà một cái tấm ảnh mà nó cắt bớt cái pixel á thì nó sẽ làm cho tấm ảnh nó nhẹ hơn, đồng thời là gì, chất lượng hình ảnh nó cũng sẽ giảm xuống, là do là cái điểm ảnh nó không đầy đủ thì đương nhiên là nó sẽ không có sắc nét. Và nếu mà anh chị thấy là một cái tấm ảnh chúng ta nén rồi chúng ta zoom lên á thì chúng ta sẽ thấy nó bị nhòe hoặc là nó bị vỡ hạt vỡ ảnh. Nhưng mà thường á thì là người ta sẽ nén như thế nào đó, ở cái mức độ bao nhiêu phần trăm thôi, ví dụ như là khoảng 80% thôi so với tấm ảnh gốc, để làm sao mà gì nó vẫn đảm bảo được cái chất lượng hình ảnh mắt thường không có phân biệt được ha, nhưng mà dung lượng thì nó đã giảm đáng kể. Vậy đó là cái việc chúng ta sử dụng cái các plugin in nén ảnh này. Thì các cái giao diện nén ảnh cũng rất là đơn giản thôi, nó chỉ cho người dùng là upload tấm ảnh lên, chọn cái cơ chế nén và sau đó là chúng ta kích vào cái nút nén thôi, rồi nén xong rồi chúng ta bấm tải về là xong. Nhưng mà mình làm vậy thì nó khá thủ công, ví dụ như là Tiny PNG này, anh chị có thể vào cái trang chủ của nó, chúng ta up một cái tấm hình lên đây, mình bấm vào cái trang chủ của họ rồi mình kích vào cái chỗ upload này, mình chọn một cái tấm hình nào đó mình up lên. Đây ví dụ như tấm này đi. Đó thì 819 kilobyte, thì sau khi nén thì nó sẽ giảm xuống là còn 269 kilobyte. Rất là nhẹ ha, nén được tới 67% này. Thì sau khi nén xong thì chúng ta bấm nút tải về thôi. Đó. Thì cái này là cái thao tác thủ công. Mỗi lần chúng ta muốn nén chúng ta phải up ảnh lên, chúng ta nén rồi chúng ta tải về. Đó. Còn bây giờ anh chị dùng WordPress thì chúng ta sẽ có những cái plugin hỗ trợ để mà cho các tác vụ nén này nó tự động. Thì chúng ta sẽ bấm vào cái mục cài mới này. Ở đây mình demo cho anh chị cái Tiny PNG ha. Các plugin khác thì anh chị tìm hiểu à, tại vì những cái Smart Pro và Imagine File thì phải trả phí, còn Smart Pixel này thì nó cũng miễn phí giống Tiny PNG. Nên là mình sẽ demo là Tiny PNG. Rồi anh chị bấm vào ô tìm kiếm, chúng ta gõ từ khóa là Tiny PNG. Cái plugin này thì anh chị thao tác để mà chúng ta làm quen với cái kiểu hoạt động của nó. Còn đối với cái website mà anh chị đang sử dụng hosting của AZDG, sử dụng cái Lightspeed Web Server, thì trong những cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn anh chị là sử dụng cái tính năng nén ảnh có sẵn của Lightspeed luôn, để mà chúng ta đỡ phải cài plugin. Còn ở đây thì mình sẽ hướng dẫn thêm là Tiny PNG, để trong trường hợp anh chị không có dùng hosting có công nghệ Lightspeed thì chúng ta còn biết đường chúng ta cài các plugin này vào chúng ta xài ha. Rồi anh chị kích vào đặt cài đặt này, rồi sau đó chúng ta kích hoạt luôn. Rồi sau khi cài đặt kích hoạt xong rồi thì anh chị sẽ rê chuột vào trong mục cài đặt, nó sẽ có một cái menu là Tiny PNG, anh chị kích vào đây chúng ta cấu hình cho nó. Ở đây thì cấu hình rất là đơn giản thôi, anh chị sẽ nhập tên của mình vào đây, rồi bên dưới là anh chị sẽ nhập cái email của mình đó, rồi anh chị bấm nút register account, đăng ký tài khoản. Sau đó thì nó sẽ gửi cho anh chị một cái mail, anh chị mở mail ra kích vào cái đường link ở trong cái mail đó. Rồi còn ở đây thì mình do đã có tài khoản rồi cho nên là mình sẽ đăng nhập vào. Tài khoản mình đã đăng ký rồi cho nên là bây giờ đăng ký lại không được ha, mình sẽ bấm đăng nhập thôi. Mình sẽ chọn vào cái mail của mình nè, bấm cái nút gửi nè. Rồi mình sẽ mở cái tab mới ra, truy cập vào Gmail. Sau đó kích vào cái tiêu đề mail. Đây mình kiểm tra coi là mail nó có nằm trong hộp thư rác hay không ha. Anh chị nhớ là nếu mà chúng ta sử dụng nhiều mail thì kiểm tra coi là nó có đúng mail hay không ha. Không đúng thì chúng ta đổi cái email này. Đó.
đăng nhập đúng cái Gmail của mình, chọn đúng cái Gmail của mình thì nó sẽ có cái mail đây. Kích vào đây. Bấm vào nút này, đăng nhập. Rồi. Như của anh chị á, là sau khi kích vào cái đường link ở trong mail á thì nó sẽ tự động gì? Nó sẽ tự động kích hoạt luôn cho anh chị. Còn tài khoản của mình là đã đăng ký rồi, cho nên là mình sẽ làm thủ công thôi, mình lấy cái key của họ là mình dán vào đây rồi mình bấm lưu thì nó mới kích hoạt. Đó. Còn của anh chị là sau khi bấm vào cái đường link hoặc là cái nút màu xanh ở trong cái email á, rồi anh chị quay trở lại admin F5 lại thì nó sẽ tự động là gì, kích hoạt cho mình luôn và tự kết nối với cái API key của mình luôn. Đó. Thì anh chị sẽ thấy cái giao diện giống như trên màn hình này. Rồi ở bên dưới là nó sẽ tự động nén ha. Ở cơ chế của nó là compress new image in the background, nghĩa là nén hình ở dưới nền. Thì nó đang để chế độ là tích chọn rồi. Tiếp theo là cái kích thước nén nè. Thì mình để cái kích thước là original thôi, mình không nén cái kích thước khác. Đó, nén mỗi cái original thôi. Rồi đây là resize cái tấm hình gốc thì mình không xài cái này. Đó. Rồi những cái khác thì anh chị sẽ để nguyên. Chúng ta bấm luôn. Ê, sorry anh chị, bấm nhầm cái đường link này. Rồi. Quay trở lại coi đúng chưa ha. F5 lại xem. Rồi, mình làm lại ha. Lúc nãy mình bấm nhầm cái đường link ở bên dưới. Rồi bấm lưu. Đó, như vậy là xong. Thì bây giờ cứ mỗi lần chúng ta viết bài nó up hình lên thì nó sẽ tự động nén. Anh chị rơi chuột vào trong cái mục media thì nó sẽ có cái chế độ nén ảnh hàng loạt này. Đó. Đây. Đó. Ở đây thì nó sẽ có 500 lượt nén ảnh trên một tháng miễn phí. Nếu mà anh chị bấm start á, thì nó sẽ chạy cái tiến trình là nén ảnh này. Nó sẽ nén hết tất cả các tấm hình ở trong cái phần media này. Rồi, như vậy là xong ha anh chị. Thì plugin này hướng dẫn cho anh chị biết thôi. Thì trong những cái bài sau mình sẽ hướng dẫn cho anh chị cái sử dụng cái nén ảnh của Lightspeed luôn. Thì nó sẽ tối ưu hơn, đỡ phải cài plugin.